Rồi. Chào tất cả các bạn. Cũng lâu lắm rồi mới là quay lại với các bạn. Các bạn khỏe không? Thái Tô Tan Thành đây. Theo yêu cầu của rất đông đảo các bạn trên cái kênh YouTube của Thái, đầu tiên là muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Và theo yêu cầu các bạn là đang hóng chờ cái clip nói về cái chương trình bán xe trả góp đối với dòng xe Fortuner. Hôm nay Thái sẽ làm clip này để đáp ứng lại cái tấm thịnh tình của các bạn đối với chiếc xe Fortuner máy dầu. Trước mặt các bạn là chiếc xe Fortuner máy dầu màu nâu mới về thức thì luôn tại Toyota An Thành, quận 5. Rất nhiều các bạn là muốn biết là tổng giá trị xe này là bao nhiêu, nếu mua trả góp thì dễ hay khó, tỷ lệ vay là cho vay tối đa được bao nhiêu phần trăm, tôi muốn vay ít hơn có được hay không, rồi thời gian vay thì vay bao nhiêu năm, có bắt buộc tôi phải vay 8 năm hay không, hay là vay ít hơn được không, rồi những cái câu hỏi như là trả trước thì có bị phạt hay không, rồi những cái câu hỏi như là thủ tục thì có đơn giản hay không. Đặc biệt hôm nay Thái sẽ trả lời tất cả những câu hỏi như thế cho các bạn. Xin thưa với các bạn là với cái xe Toyota Fortuner máy dầu này á, thì giá của nó là 981 triệu, xong xuôi giấy tờ nếu ra biển số thành phố á, thì nó khoảng 1 tỷ 110 triệu, còn nếu các bạn làm ở tỉnh á, thì nó tổng chi phí của nó là rẻ hơn 10 triệu, tức là 1 tỷ 1. Bây giờ các bạn hình dung cái bức tranh tổng thể này trước đi cái đã. Trong trường hợp mà các bạn có nhu cầu vay nha, có nhu cầu vay thì các bạn có thể vay được tối đa là 80% giá trị xe. Tới chỗ này Thái xin dừng lại xíu. Có một số người thì muốn Thái là vay 90%, vay 100% được không? Thì trường hợp 90% là Thái thường thì Thái từ chối. Trường hợp này nếu cố làm được thì cũng được, nhưng mà tuy nhiên các ngân hàng này thì nó không có được uy tín lắm, nó rất là mệt về thủ tục cho khách hàng, cũng như cái dịch vụ chăm sóc khách hàng không tốt, rồi vấn đề lãi suất cao, rồi có những khi là tăng lãi suất bất chợt, cho nên là các bạn không nên cố vay đến 90%. Theo các chuyên gia tài chính ở nước ngoài, người ta tư vấn cho mình là để mà quản lý tài chính an toàn thì thường người ta tư vấn cho mình là vay khoảng 50% giá trị của sản phẩm mà mình định mua, đó là cái ngưỡng mà an toàn nhất. Thái đã làm cái gói là 80% là đã nhiều lắm rồi. Các bạn đừng cố nữa nha. Rồi, cái câu hỏi mà các bạn thường hỏi Thái á, ở đây Thái chuẩn bị sẵn ha, cái tổng về cái báo giá tổng thể nè, một số cái option, một cái số option cho các bạn, và đây là Thái chỉ có việc là nói cho các bạn biết thôi. Nếu mà các bạn vay 80% giá trị xe thì các bạn cần chuẩn bị khoảng bao nhiêu? Với 80% giá trị xe thì các bạn cần chuẩn bị cho Thái là khoảng 325 triệu. 325 triệu. Với 325 triệu này thì câu hỏi đặt ra là các bạn sẽ vay là bao nhiêu? Các bạn sẽ vay là 80% nó là 784 triệu 800 ngàn. Và với con số 784 triệu này á, Thái làm tròn là 780 thôi nha. Thì với con số này á, thì giả sử như là mình làm trong 3 năm, mình có kế hoạch trả nợ trong 3 năm, mình có quyền chọn nha các bạn. Nếu là 3 năm á, thì cái tháng đầu tiên của nó là 26 triệu 892 ngàn. Nói chung là khoảng 27 triệu đi, nếu mà kế hoạch 3 năm. Với số tiền này mình thấy hàng tháng mình trả nhiều quá, đối với các bạn mà kinh doanh dịch vụ thì 20 mấy triệu thì căng quá, mình có thể kéo dài ra. Trong trường hợp là 8 năm, hãy làm có một cái 8 năm, 8 năm nhiều nhất của nó là tháng đầu tiên của nó là 14 triệu rưỡi, các bạn nhớ nhé, chỉ 14 triệu rưỡi. Thì cái gói này rất phù hợp với những anh chàng bước ra khởi nghiệp, kinh doanh, chạy dịch vụ. Vâng. Một số khách hàng thì có tài chánh mạnh hơn thì người ta làm 3 năm ha, là trung bình thì người ta sẽ có yêu cầu là khoảng 5 năm. Thì trong trường hợp 5 năm thì số tiền là bao nhiêu? Trong trường hợp 5 năm thì nó sẽ là khoảng 18 triệu 2 các bạn nhé. Rồi, đó là về số tiền trả hàng tháng, các bạn nắm chưa ạ? Còn cụ thể hơn á, các bạn nên gọi cho Thái. Số của Thái các bạn biết rồi, 0919 010 211. Các bạn nhớ nhé, Thái ở Toyota An Thành 100% giống Nhật Bản, 606 Trần Hưng Đạo, quận 5. Các bạn hãy liên hệ với Thái. Tiếp tục á, là có một số cái câu hỏi khách hàng mà Thái ghi ra đây. Ví dụ hay hỏi là với cái gói vay 8 năm một tháng tôi trả 14 triệu rưỡi như vậy ok rồi, nhưng mà tôi muốn thắc mắc là
sau 8 năm thì tổng số tiền mà nó dôi lên, tức là tổng cái lãi là bao nhiêu. Thì sau 8 năm thì tổng số lãi của nó, hoặc là cái lãi bình lãi của nó lên là khoảng 273 triệu. Thái chia sẵn cho các bạn luôn, mình nghe như vậy thì mình sẽ cảm thấy rất là ngao ngán. Còn chia ra thì khoảng 3, trung bình nó khoảng 37 triệu một năm, tức là tính bình quân khoảng 3 triệu 7 một tháng. Các bạn thấy hợp lý không ạ? Các bạn vay của người ta tới 700 mấy chục triệu một tháng, tính ra có khoảng chưa tới 3 triệu 7. Mình chia cho nhanh thì nó là chia cho 10, chứ đúng ra phải chia cho 12 đúng không ạ? Thì khoảng 3 triệu 7, mình cứ tính 3 triệu 7 đi. Thì mình nghĩ cái này là con số hợp lý để cho các bạn làm kinh doanh, chạy dịch vụ, ví dụ vậy. Còn trong trường hợp mà 3 năm thì cái tổng lãi nó là nhiêu? Ví dụ ở cái mức 3 năm là cái mức mà một số khách hàng doanh nghiệp thường làm, thì nó là khoảng, tính ra là khoảng nó số tiền, tổng số tiền lãi nó dôi lên là khoảng 110 triệu. Vâng. Quay lại với kế hoạch 8 năm, tại sao Thái hay tư vấn cho khách hàng kế hoạch 8 năm? Tại vì đối với cái dòng sản phẩm này, Fortuner G máy dầu, Innova E, Vios E, thì đó là những đối tượng khách hàng thường kinh doanh. Cho nên thường Thái tư vấn các bạn là mình vay tối đa và mình kéo giãn cái thời gian vay ra, để cái số tiền hàng tháng của mình trả nó nhẹ nhàng. Thì trong quá trình mình ôm vô lăng, mình kinh doanh, mình chạy, mình đỡ áp lực. Và khi có tiền thì mình tất toán sớm. Thì nói về vấn đề tất toán sớm thì các bạn sẽ mang một cái tâm lý lo lắng là tôi trả trước có phạt hay không. Thì Thái xin đưa ra một cái kế hoạch trả nợ cho các bạn như sau. Không có ai mà vay 8 năm xong mà theo suốt dài 8 năm để rồi ngân hàng nó ăn hết lãi của mình mấy trăm triệu. Mình cứ làm như vậy để cho hàng tháng nó nhẹ nhàng. Rồi các bạn tích lũy, có hai cái dạng tất toán các bạn nha. Có người khách hàng lo lắng là tôi phải gom đủ số tiền còn lại tôi mới tất toán được. Không, đó trường hợp đó là quá dữ rồi. Khách hàng là có tài chính mạnh rồi, thì không nhất thiết là phải chờ đủ cái số tiền còn lại mình mới đi tất toán. Trường hợp thứ đó là quá tốt rồi. Các bạn có thể gom, ví dụ hàng năm mình chạy, mình tích lũy, mình gom, mình dư được khoảng 100 triệu, mình tất toán trước. Thì trong trường hợp đó, ví dụ như mình trải qua một năm đầu, tới năm thứ hai thì mình tất toán 100 triệu, mình thanh toán trước 100 triệu để cái lãi của tháng ngay sau đó nó giảm dần. Đó. Thì 100 triệu này thì các bạn sẽ có cái phí xử lý hồ sơ, các bạn hay gọi là phí phạt á. Thì nhưng mà với suy nghĩ của Thái nó không phải là phí phạt, bởi vì chỉ có 2% thì không thể nào gọi là phạt. Người ta sẽ xử lý lại cái hồ sơ của bạn đó, để cái số tiền gốc của bạn cho cái tháng sau người ta tính lại nó rẻ hơn. Như vậy câu chuyện của các bạn là các bạn có thể kinh doanh và các bạn có số tiền khoảng 100 triệu thì các bạn, người ta xử lý hồ sơ các bạn lại để các bạn giảm đi cái số tiền đóng hàng tháng. Lúc đó nó sẽ giảm đi rất nhiều. Và khi trả như vậy thì chỉ có 2% mà thôi các bạn nhé. Còn với năm thứ 3 thì nó còn rẻ nữa, năm thứ 3 thì chỉ có 1%. Các bạn nghĩ gì khi 100 triệu các bạn trả trước để các bạn giảm được cái số lãi và đóng hàng tháng mà các bạn chỉ có tốn có 1 triệu? Điều này mình thấy rất là hấp dẫn. Còn tới năm thứ 4 trở đi, các bạn không cần phải tốn phí phạt gì cả. Các bạn có bao nhiêu, còn lại cái gốc bao nhiêu là trả đứt và lấy cà vẹt ra. Đơn giản, các bạn hiểu rõ cái này giùm Thái nha. Rất nhiều khách hàng cứ hỏi là như vậy tôi trả trước 100 triệu hoặc tôi trả tới năm thứ 4 tôi tất toán thì tôi có bị đóng lãi hay không? Cái câu này cứ lặp đi lặp lại. Hôm nay Thái giải thích cho các bạn luôn là các bạn không phải đóng lãi. Từ năm thứ 4 trở đi, bạn vô ngân hàng còn nợ gốc bao nhiêu, trả hết bấy nhiêu, lấy cạc bạc ra đi về, chấm hết, không tốn bất kỳ đồng nào kể từ năm thứ 4 rồi nhé. Còn 1, 2, 3 thì các bạn có khoảng 3% cho năm đầu, 2% cho năm thứ 2 và 1% cho năm thứ 3. Theo kinh nghiệm của Thái thì thường khách hàng ở vào năm thứ 3 thường họ kinh doanh, họ có lãi và họ thường trả trước ở những cái năm này rất nhiều. Và khách hàng thì rất là happy. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới phần này. Mình sẽ tiếp tục với cái nội dung kế tiếp. Về cái thủ tục, cái chủ đề này là rất nhiều khách hàng lo lắng và băn khoăn. Với các đối tác ngân hàng của Thái hiện nay, như là công ty tài chính Toyota, như là các ngân hàng đối tác mà Thái liên kết, thì có những cái góc nhìn về cái hồ sơ năng lực của khách hàng khác nhau. Không nhất thiết phải là những người có chuyển lương qua thẻ hay là đi làm mới là có thể vay. Đôi khi có những người có năng lực tài chính mình nhìn bề ngoài rất là tốt nhưng mà lịch sử tín dụng không tốt cũng không vay được. Mình thấy, mình lấy ví dụ như họ nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Có trường hợp rất là cay cú các bạn, tức là ông chủ năng lực tài chính tốt, có doanh nghiệp nhưng mà mua xe gắn máy trả góp giùm, đứng ra mua giùm cho thằng lính. Nó làm xong nó bỏ nó đi mất tiêu rồi cũng quên bẵng luôn. Thì lịch sử tín dụng
không trả nợ quá 3 tháng thì nó sẽ đưa vào nợ nhóm. Nợ nhóm này là thuộc dạng nợ khó đòi, nhưng mà bản chất ông chủ này ông rất là giàu, nhưng bây giờ ông dính vô cái lịch sử trả nợ này, hay là bạn bè giúp nhau cà thẻ mua đồ rồi các thứ xong rồi quên, quên xong rồi mình chỉ làm giùm lúc đó thôi, xong mình quên. Thì cái này các bạn lưu ý nhé. Ngày hôm nay ở thời đại này 75% khách hàng mua xe hơi của Thái là mua trả góp và những cái mặt hàng khác nữa, cho nên là các bạn lưu ý là cái thường xuyên kiểm tra lịch sử tín dụng của mình. Dù nhỏ, có người vay chỉ thiếu nợ chỉ có vài trăm ngàn, triệu mấy thôi, cả năm trời không nhớ không trả, thì bây giờ thu nhập hàng tháng của nó, họ doanh thu hàng tháng của họ vài tỷ nhưng mà vẫn không dài được. Cho nên cái này là cái kinh nghiệm xương máu mà Thái muốn chia sẻ với các bạn. Rồi về thủ tục thì mình quay lại, mình lấy ví dụ như là có khách hàng hỏi là vợ chồng tôi có 400 triệu rồi, muốn mua xe Fortuner, nhưng mà tôi thì làm tài xế, tôi muốn qua ra khởi nghiệp, không muốn đi lái taxi thuê hay muốn đi lái thuê nữa, vợ tôi thì buôn bán nhỏ, hiện tại hai vợ chồng không có vay gì hết, thì tôi có vay được không? Ví dụ như trường hợp này là trường hợp Thái đã từng làm đối với một số anh tài xế bên Vinasun nghỉ ra khởi nghiệp. Thì trường hợp này nếu như không có nợ xấu hoặc là chưa vay đâu hết, những trường hợp thu nhập thấp vậy là Thái vẫn có thể làm được. Như anh tài xế taxi thì anh một tháng thu nhập khoảng từ 8 đến 10 triệu đúng không ạ? Có anh thì lên được 12 triệu, còn vợ buôn bán nhỏ thì cũng quanh 6-7 triệu gì thôi. Thì những trường hợp này mà không có khách hàng lịch sử tín dụng tốt, không có nợ là hoàn toàn có thể vay được. Có một số khách hàng có những câu hỏi mà Thái cũng muốn lưu ý với các bạn là giờ tôi muốn vay nhưng mà không chứng minh thu nhập được không? Câu hỏi này hơi bị khó các bạn, rất là khó. Mình hỏi ngược, nhiều khi mình cũng muốn nói vui. Ví dụ bây giờ có ai mà vay mình mà không chứng minh thu nhập số tiền 780 triệu thì điều này khó, các bạn thông cảm. Nhưng mà cái quan trọng là ở chỗ Thái làm là mình chứng minh thu nhập, thu thập giấy tờ hồ sơ khách hàng một cách đơn giản. Cái điều Thái muốn nói là như thế, đó là thủ tục và đây là quy định của ngân hàng nhà nước. Thành ra là rất mong là các bạn hợp tác với lại ngân hàng của Thái sẽ làm đơn giản. Tâm lý khách hàng, có một số khách hàng là không muốn ngân hàng xuống nhà, bởi vì trước đây có những anh ngân hàng không được khéo léo, khi xuống nhà khách hàng mặc đồng phục rồi đi 2-3 người rồi chụp hình nhà rồi các thứ làm ghê gớm, người ta bị ức chế, người ta bị quê dưới xóm riền. Cái điều này là mình hoàn toàn có thể thông cảm được. Thì với ngân hàng của Thái thì chúng ta sẽ không làm như thế. Trong một số trường hợp chúng ta có thể là xử lý hồ sơ qua hình ảnh, qua điện thoại, gửi mail rồi các thứ, hay là gửi Viber, Zalo cho Thái là đã xử lý được rồi. Một số trường hợp thì cũng có cần phải xuống nhà để chi hỗ trợ khách hàng thu gom hồ sơ cho nó nhanh và chính xác thôi, chứ mình cũng nắm được cái tâm lý đó, cho nên cũng không có để mà khách hàng khó để khách hàng khó xử ha, các bạn yên tâm nhé. Một số cái tình huống khác, như nếu các bạn là công ty thì các bạn cần chuẩn bị cái gì, các bạn là cá nhân các bạn cần chuẩn bị cái gì. Nếu các bạn là công ty, đứng tên công ty thì các bạn cứ chuẩn bị sẵn giấy phép kinh doanh cho Thái và chứng minh nhân dân của giám đốc. Còn nếu các bạn là cá nhân, đa phần khách Thái bán là bán cho cá nhân, nếu là cá nhân thì các bạn chuẩn bị giấy phép kinh doanh, chứng minh nhân dân và của hai vợ chồng và giấy đăng ký kết hôn. Còn nếu là các bạn độc thân thì chứng minh nhân dân và cái xác nhận độc thân, và sau đó Thái sẽ hướng dẫn hồ sơ tiếp cho các bạn, chắc chắn với các bạn là đơn giản, sẽ làm đơn giản cho các bạn. Vâng, để Thái coi những cái hãy ghi lại coi. Rồi hầu hết những cái vấn đề liên quan tới vay mua xe Thái đã chia sẻ, và còn khách hàng thì nó cũng đa ngành nghề, cũng là đa dạng, cho nên để chi tiết cho từng trường hợp thì các bạn hãy vui lòng gọi điện cho Thái. Số điện thoại của Thái xin nhắc lại 0919010211. Mình là Thái, Toyota An Thành, Fukushima, 100% vốn Nhật Bản. Rồi xin cảm ơn các bạn. Rồi. Ở đây Thái đang ở cái chiếc xe đang đậu ở khu vực làm phụ kiện. Và thường thì cái xe Fortuner này thì khách hàng của Thái thường mua và thường phải thường thì phải lắp, khách hàng rất là hứng khởi và lắp thêm một số cái phụ kiện theo xe. Các bạn cùng xem nhé, như cái xe này đã được dán phim nè. Ông chủ của chiếc xe này rất là chịu chơi.
anh ấy đã gắn khá nhiều phụ kiện lên đến khoảng 50-60 triệu. Anh ấy rất là hứng thú. Đây là cái tem, dừng lại xíu nữa, cái tem. Xe này khá là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đây 6.2 lít, nếu mà chạy đường trường 6.2 lít các bạn nhé. Nếu mà chạy đường hỗn hợp là 8.6 lít, đây là 7.1 lít. Quay lại với câu chuyện phụ kiện thì các bạn cứ liên hệ với Thái, Thái sẽ tư vấn các bạn dọn lại cái xe của mình, nâng cấp cái xe của mình thêm sao cho là nó tăng được cái công năng, tăng được cái tính năng của xe. Với khách hàng mà chạy kinh doanh thì thường người ta sẽ dán phim nè, lót xi mi li sàn xe nè, rồi gắn hộp đen. Mà phải đăng ký kinh doanh thì gắn hộp đen các bạn ạ. Hộp đen, rồi có người thích gắn DVD. DVD của Thái ở đây là có luôn cả bản đồ dẫn đường, rồi gắn camera dè. Cái chiếc xe Fortuner mình đặc thù của nó, Fortuner máy dầu thì nó này thì nó là ghế nỉ, cho nên nếu bạn kinh doanh thì bạn nên vô bộ ghế da hoặc cái bộ ghế simili. Vâng. Thì thường thì với cái xe này khách là Thái làm cho khách hàng, thường thì khách hàng tiết kiệm lắm thì cũng gắn thêm một cái gói phụ kiện khoảng 30 triệu do khách hàng chọn lựa. Cái phần phụ kiện này Thái sẽ tư vấn thêm cho các bạn sau nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.